sợ chó khóc lúc nửa đêm. Chó khóc nửa đêm nghĩa là gì? Vốn dĩ tiếng chó sủa nghe khá khó chịu, đặc biệt vào ban đêm chúng thường hú dài, vừa vang vọng vừa chói tai. Đôi khi lại giống tiếng thút thít, rên rỉ như thể đang khóc hay phải chịu oan ức. Do đó, người xưa quan niệm rằng âm thanh này báo hiệu cho chuyện không may sắp xảy ra. Thật vậy, vào ban đêm mọi thứ đều đi ngủ, không gian yên ắng không một tiếng động. Lúc này nếu chó trong nhà đột nhiên sủa dữ dội, khả năng cao là nhà bạn đang có người cố ý tiếp cận hay đột nhập. Chó sủa chính là lời cảnh báo để chủ nhà biết và đề phòng chuyện không hay có thể xảy ra. Mặt khác, nhiều người còn cho rằng nếu chó sủa không ngừng hoặc rên gì như sợ hãi vào màn đêm khoảng chừng 30 phút trở lên, có thể là dấu hiệu của những thứ không tốt đẹp đang ở quanh nhà bạn. Chó là loại vật rất nhạy cảm với ánh sáng, tai của chúng cũng rất thính nên sẽ cảm nhận được những thứ mà con người không thể nhìn thấy được. Do đó, nếu thấy chó khóc lúc nửa đêm thì hãy cảnh giác đề phòng